Xin chào tất cả quý vị khán giả, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh Phương Văn Official. Mến chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới tràn đầy yêu thương. Các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để luôn cập nhật những video hữu ích. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả rất là nhiều. Mời tất cả quý vị khán giả cập nhật về tình hình showbiz Việt khép lại năm 2021 đầy thách thức và khó khăn trong giới nghệ sĩ đã xôn xao trong cái thời gian vừa qua, lùm xùm chuyện từ thiện. Thì Bộ Công an cũng đã thông báo là không khởi tố hình sự một số ca sĩ như là ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, MC Trấn Thành, v.v. và một số nghệ sĩ khác nữa trong thời gian vừa qua, làm cho cộng đồng mạng xôn xao quan tâm rất là nhiều. Thì hôm nay là chiều ngày hôm qua, ngày 25 tháng 1 năm 2022, một luật sư nhắc đích danh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, thách thức vì hai nghệ sĩ này, làm cho cộng đồng mạng xôn xao trở lại và quan tâm câu chuyện. Ngay sau khi công bố kết quả điều tra từ thiện, bài đăng nhắc thẳng tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, một luật sư đã khiến cộng đồng mạng xôn xao. Xin mời quý vị khán giả theo dõi chi tiết. Quý vị khán giả cũng đã biết là ngày 21 tháng 1 vừa qua, Bộ Công an đã thông báo kết quả điều tra từ thiện của các nghệ sĩ gồm ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên, Trấn Thành, MC Đại Nghĩa, v.v. Theo kết quả điều tra, các nghệ sĩ này đều không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt từ thiện do người dân đóng góp, ủng hộ để cứu trợ đồng bào miền Trung gặp thiên tai lũ lụt vào năm 2020. Nội dung các tin báo tố giác không có dấu hiệu vi phạm, không có sự đồng phạm của các bên. Ngay sau khi đó thì quý vị khán giả thấy là các ca sĩ đã là ăn mừng và đã thoát được những cái tội danh mà ăn chặn từ thiện. Ngay sau khi thông tin này được công bố thì anh ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng thẳng thắn cho biết anh sẽ thắng và làm việc với cơ quan chức năng để xử lý những cá nhân tập thể vu khống, xúc phạm đến danh dự và uy tín của anh trong suốt thời gian vừa qua. Hầu như là các nghệ sĩ đã ăn mừng sau khi Bộ Công an đã điều tra. Trước những tuyên bố này thì mới đây trên trang cá nhân của một luật sư đã đăng tải bài viết thách thức gây xôn xao trong cộng đồng mạng. Cụ thể người này viết như sau: bây giờ tôi sẽ đưa ra một thách thức đối với Đàm Tướng Cướp và Thủy Tề, Trấn Lột, Hề Lũ, hãy kiện anh đi. Cùng với những người đã lên tiếng nói mạnh mẽ, tố cáo ăn chặn tiền từ thiện ra tòa dân sự. Tại đây tôi sẽ chứng minh bọn mày ăn chặn từ thiện như thế nào. Lúc đó, từng đứa sẽ phải giải trình với tòa dân sự. Nhận bao nhiêu, chi bao nhiêu, còn bao nhiêu đút túi. Cho dù Bộ Công an có kết luận không khởi tố, nhưng Bộ Công an không cáo bạch toàn bộ sao kê đầy đủ của từng đứa. Căn cứ mà Bộ Công an dựa vào là báo cáo của địa phương. Nếu ra tòa dân sự thì các địa phương cũng phải đến tòa để giải trình là xác nhận kia dựa vào đâu, có giá trị pháp lý hay không. Và một vị luật sư này cũng chia sẻ thêm: tôi rất khoái làm vụ này tới cùng bằng con đường pháp luật dân sự. Nếu vụ án này được xử tại tòa dân sự thành phố Hồ Chí Minh thì các luật sư sẽ có rất nhiều tài liệu chứng cứ để mổ xẻ và sẽ là một án lệ rất hay bất chấp kết quả. Kính thưa quý vị khán giả, hiện tại thì cộng đồng mạng đang mừng về Bộ Công an đã có những cái thông báo về không có khởi kiện những người đã từng đi quyên góp từ thiện, một số ca sĩ. Nhưng hôm nay thì một trang mạng được đăng tải, đó là anh Giang Nguyễn. Đây là một luật sư, quý vị khán giả. Thì anh này cũng nói là anh sẽ thích làm cái vụ này cho tới cùng. Và đây là một cái việc mà các nghệ sĩ cũng chưa thể mà lắng động xuống trong cộng đồng mạng. Thì ngày hôm nay chưa kịp ăn mừng thì một luật sư đã bày tỏ viết trên trang cá nhân của mình đã đi theo đuổi đến cùng. Luật sư đã viết trên trang cá nhân mình những dòng như thế này, quý vị khán giả thấy là bây giờ cộng đồng mạng quay trở lại và hưởng ứng theo luật sư. Và trước đó luật sư này tên là Giang Nguyễn cũng từng nhiều lần tố cáo Công Vinh, Thủy Tiên, Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn tiền từ thiện trên trang cá nhân, thu hút được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Anh viết như sau: Công Vinh
Thủy tinh hô biến 178 tỷ đồng như thế nào trong một tháng? Các bạn có bao giờ thắc mắc 178 tỷ đồng nó nhiều đến như thế nào không, và chỉ đem số tiền đó làm củi đun cám lợn thì có thể cũng sẽ nấu được tầm vài chục nồi cám ấy. Thế mà cặp đôi này lại có thể giải ngân bằng cách đem chia cho đồng bào miền Trung lũ lụt tiền bạc trong đúng một tháng là hết sạch. Nếu các bạn xem lại các live stream phát tiền thì chúng ta thấy ả đào này cầm tiền cả sắp phát cho từng người. Một số người nhận 4 tờ, người khác thì 3 tờ. Tôi hỏi thật quý vị khán giả nha, đứng phát tiền như vậy thì phát hết 1.000 người thì mất bao lâu? Ả có đứng nổi 10 tiếng một ngày kéo dài liền một tháng để phát không? Và nếu phát hết 10 tỷ đồng cho một địa phương thì mất bao lâu? Trời ơi, tôi nói luôn để các bạn bay vào đây xem xét lại những cái video mà ả đã phát tiền. Và luật sư này cũng nói luôn để các bạn hay ả nào không dám công bố danh sách người nhận tiền mà chỉ tung vài tờ A4 viết tay và giấy tờ xác nhận chung chung để qua mắt thiên hạ. Còn nếu chân hết đóng danh sách mà các địa phương cung cấp lên thì chúng ta sẽ thấy nhiệm vụ phát tiền là bất khả thi. Kể cả có kiểu tiểu đội thì cùng phát giúp cái cũng không xong. Điều luật vô lý là khi dòng tiền đang về gần 10 tỷ đồng một ngày thì bỗng nhiên ả tạm khóa tài khoản để chặn dòng tiền. Một tỷ phú đô la có lẽ cũng không làm như vậy, huống hồ gì một ả năm nào. Thì quý vị khán giả thấy cái số tiền mà đang góp vào cho Thủy Tiên á, thì cái số tiền khá lớn, sau khi quyên góp gần 200 tỷ đồng không phải là một số nhỏ. Và luật sư này cũng chia sẻ luôn, ả năm nào 10 quả mới có một show diễn thì lấy tiền đâu ra mà có nhiều để làm từ thiện. Tôi nói luôn kể cả các tài khoản treo rồi sau đó được dẫn vào những tài khoản khác thì vợ chồng ả đào này ăn chặn cho tới hàng trăm tỷ đồng trong 178 tỷ kia. Tôi nói luôn số tiền mặt phát thực tế không thể qua 40 tỷ đồng. Phát gãy tay không hết nổi đâu, số còn lại mua quà gì mà hết 100 tỷ. Các bạn tính nhé, nếu mỗi ngày ả vào nhóm của ả phát cho mỗi bà con trung bình là 3 triệu đồng thì phát 1.000 người hết 3 tỷ. Tôi lại hỏi các bạn, ả đứng phát liên tục 30 ngày hay sao? Chính vì vậy, tất cả những đài báo chính quyền, chính thống và cộng đồng mạng vẫn réo tên ả mặc dù ả sao kê, vì sao kê chả có ý nghĩa minh bạch gì hết. Đây là trò đại biệt bất dạy. Cho nên những ai tin ả trong sạch thì ngay lập tức vào viện mắt trung ương khám hoặc khoa thần kinh, các bạn thấy là khám lại. Hai em mà trót ăn chặn rồi thì đem ngay tiền ra công ty để xây dựng này nọ. Hai em mà trót ăn chặn rồi thì đem ngay tiền ra xây công viên thủy tinh làm nơi nhảy dây cho bọn trẻ, nơi đi bộ cho các cụ hưu, nơi ngủ đêm cho những người lang thang cơ nhỡ và nơi phóng ế của các bác xe ôm. Chỉ có làm như vậy, các em mới hết nhơ nhớp kiếp này. Vân vân, đây là luật sư lên án làm cho cộng đồng mạng xôn xao quay trở lại câu chuyện sau khi Bộ Công an đã thông báo không khởi kiện các nghệ sĩ này vì không có dấu hiệu vi phạm cũng như là ăn chặn tiền từ thiện. Tuy nhiên, một luật sư này đã theo dõi câu chuyện này đã từ lâu và từng viết trên trang cá nhân của mình về những cái hành vi của những người gian lận, đó là luật sư Giang Nguyễn. Thì hôm nay cộng đồng mạng lại xôn xao trở lại, liệu Bộ Công an có những cái thông tin hoặc là công an địa phương có quay trở lại tiếp tục điều tra từng cá nhân, từng hộ gia đình, xem xét là họ nhận bao nhiêu và so sánh lại số tiền mà các nghệ sĩ này đi làm từ thiện có trùng khớp hay không. Như vậy thì hôm nay chưa kịp ăn mừng về việc Bộ Công an đã thông báo là không khởi kiện. Tuy nhiên, câu chuyện chắc có lẽ là chưa dừng ở lại đây. Và khi mà sau Tết thì quý vị khán giả thấy là cũng có thể quay trở lại hay không? Đây là cộng đồng mạng đặt một dấu hỏi rất là lớn. Vì hiện nay, nhiều người và cũng như là luật sư đăng bài viết và xôn xao dư luận trong cộng đồng từ ngày hôm qua đến nay. Kính thưa quý vị khán giả,
Cộng đồng mạng trong và ngoài nước đang theo dõi câu chuyện lùm xùm của các nghệ sĩ đi làm từ thiện, thì vào ngày 21 tháng 1, Cục Cảnh sát Hình sự C02 Bộ Công an đã thông báo về kết quả giải trình nguồn tin tố giác tội phạm. Những người này không có hành vi gian dối, không chiếm đoạt tiền từ thiện do người dân đóng góp, không có dấu hiệu tội phạm nên không khởi tố hình sự, thì các nghệ sĩ và cộng đồng mạng fan hâm mộ rất là vui và ăn mừng cho các nghệ sĩ. Bên cạnh đó thì ca sĩ Vũ Hà cũng viết như sau: một cuộc chiến luôn luôn có người thắng kẻ thua, sau một cuộc chiến luôn luôn có người thương vong, tổn thất. Thương cho những dân nghèo được hưởng sau cuộc chiến này. Một tài khoản bình luận khá dài: không lẽ nói ra là khẩu nghiệp ạ? Một số người đã từng nhận quà từ thiện rồi cũng quay lưng, thưởng thưởng theo hô hào chửi rủa cộng đồng mạng miệt thị. Những người đó không nhận quà từ thiện, liệu bà con dòng họ có nhận không ạ? Sống ở đời không tin vào pháp luật, chỉ tin vào những giấc mơ, cha mẹ ở nhà không đổ được cái bô tự hào là bộ đội cho một doanh nhân ảo, rồi là coi thường pháp luật. Trong 10 tháng qua ròng rã, cộng đồng mạng chia ra hai bên đấu tranh. Những trẻ nhỏ bị đầu độc những lời nói thiếu văn minh, kém tế nhị, không dành cho một sale. Đó là một người khán giả đã bình luận. Và khán giả khác cũng bình luận như sau: thương luôn cho ngoại và thương một số mối quan hệ không xứng đáng, dân nghèo thiệt thòi nên trị con tội đồ đó. Chuẩn luôn, bao giờ đi làm từ thiện thì đút túi chứ không kêu gọi nữa, tổn thất thuộc về dân nghèo, mất đi một khoản kêu gọi kết xù, vân vân. Nhiều người thì đồng tình và nhiều người cũng không đồng tình, quý vị khán giả. Thật sự thương cho bà con nghèo lắm ngoại ơi, vậy mà rất nhiều người ùa theo bà nổ, để rồi hệ lụy đi theo dân nghèo nè. Là một bình luận của khán giả đã chia sẻ như vậy. Thực ra có một số người thì hiện tại cũng theo hai phe để tranh luận về vấn đề này. Nhiều người thì ủng hộ, nhiều người cũng không đồng tình. Và cộng đồng mạng cũng quay trở lại câu chuyện cách đây không lâu thì công an thành phố Hồ Chí Minh cũng đã xác định không có dấu hiệu tội phạm trong việc nghệ sĩ Hoài Linh kêu gọi quyên góp, sau đó chậm giải ngân. Vì thế công an không khởi tố vụ án liên quan đến nghệ sĩ bị 4 người tố cáo chiếm đoạt tiền quyên góp. Thì cộng đồng mạng có người đồng tình và có người cũng không đồng tình về việc anh nghệ sĩ Hoài Linh ngâm từ thiện 6-7 tháng trời. Tuy nhiên bên cạnh đó thì có những người ủng hộ anh Hoài Linh, nhưng có những người thì chỉ trích. Thôi thì Phương Văn chia sẻ những cái thông tin. Còn những cái sau này qua Tết, nếu mà luật sư khởi lại những câu chuyện của những người nghệ sĩ thì chúng ta tiếp tục theo dõi. Nếu ai mà vi phạm pháp luật thì họ sẽ bị pháp luật trừng trị. Và những người dân chúng ta thiệt thòi là không được bà con, cũng như là không được nhiều nhà hảo tâm hiện tại hỗ trợ quyên góp như hiện nay. Thì trong thời gian vừa qua lùm xùm chuyện từ thiện, bà con nói rằng năm nay chắc có lẽ không ai về hỗ trợ. Mà thực sự trong câu chuyện lùm xùm từ thiện, quý vị khán giả thấy cũng ngại quyên góp và cũng ngại đi làm từ thiện, đôi khi gặp rắc rối cho bản thân mình. Tuy nhiên nếu như một người nào đó mà đi làm từ thiện, họ công khai minh bạch rõ ràng, ghi sao chép đầy đủ rõ ràng những chứng từ, thì cũng nên đi làm từ thiện để giúp đỡ bà con nghèo vùng khó khăn, cũng như là đang gặp lũ lụt cũng như là thiên tai. Thì quý vị khán giả thấy là khi làm từ thiện, qua đây cũng rút kinh nghiệm, làm cái gì phải công khai minh bạch và giấy tờ ghi chép rõ ràng, thì chắc có lẽ là cộng đồng mạng cũng như người ở bên ngoài, người ta không nghi ngờ và người ta không có nghi cái việc mà thu nhiều chi ít để hỗ trợ cho bà con. Thì chắc có lẽ là sau này cái việc mà đi làm từ thiện của các nghệ sĩ cũng như là một số anh em thì rút kinh nghiệm, làm tới đâu thì minh bạch tới đó, rõ ràng chi, khoản thu bao nhiêu, để cho mọi người biết cái số tiền đó. Mình đi làm từ thiện thì chắc có lẽ là cũng nên minh bạch như vậy thì tốt hơn, để cho bản thân mình cũng như là khán giả biết được đi làm từ thiện công khai minh bạch, chứ không đút túi riêng giống như một số người đã chia sẻ bình luận. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi video.
Hy vọng rằng là năm 2021 khép lại đầy thách thức, khó khăn, lùm xùm. Trong năm 2022 thì nhiều điều tốt đẹp hơn trong giới nghệ sĩ, cũng như là nhiều niềm vui cho bà con nghèo ở vùng sâu, vùng xa và những nơi gặp thiên tai khó khăn. Xin chân thành cảm ơn tất cả quý vị khán giả. Xin kính chúc tất cả quý vị khán giả một ngày mới bình yên vui vẻ. Tạm biệt, hẹn gặp lại video sau.